Tính đến thời điểm này, Việt Nam đã thực hiện tiêm gần 2 triệu liều vaccine phòng COVID-19, trong đó số người đã tiêm đủ 2 mũi là gần 90.000 người. Việc triển khai tiêm được đảm bảo an toàn, tuân thủ theo đúng quy định của Bộ Y tế. Trước thông tin vaccine AstraZeneca có hiệu quả chống lại biến chủng Ấn Độ, người dân đã rất phấn khởi, tin tưởng khi tiêm vaccine này. Hầu hết những cán bộ tiêm chủng thực hiện nhiệm vụ tiêm đều đã tiêm đủ 2 mũi vaccine AstraZeneca. Khi có thông tin công bố vaccine này có hiệu quả chống lại biến chủng Ấn Độ, bác sĩ Nguyễn Lan Hương, cán bộ Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng cho biết đây sẽ là động lực để người dân tin tưởng khi tiêm vaccine này. Mặc dù hiệu quả của nó có như thế nào thì chăng nữa, nhưng bây giờ là giải pháp duy nhất thì là mình phải tham gia vào để có cái miễn dịch cộng đồng. Thì cái tỷ lệ mà tạo được cái miễn dịch càng tốt cho mọi người thì cái đấy là một cái điều rất là phấn khởi. Chúng tôi rất là yên tâm là khi là thấy rằng cái hiệu quả của cái vaccine AstraZeneca này là chống lại được những cái chủng mới. Thế thì khi đến địa điểm tiêm ở đây, chúng tôi thấy rằng với cái quy trình của các bạn bác sĩ làm rất là chặt chẽ. Vaccine AstraZeneca là vaccine mới, tâm lý người dân e ngại khi thế giới và Việt Nam xảy ra phản ứng phụ sau tiêm vaccine. Vì vậy, tại mỗi bàn tiêm chủng trước khi tiêm vaccine COVID-19 đều để sẵn sàng cơ số thuốc chống sốc trong bơm tiêm. Đặc biệt, một kiếp trực gồm một bác sĩ, hai điều dưỡng của Bệnh viện Thanh Nhàn đã luôn sẵn sàng ứng trực theo dõi những trường hợp sau tiêm. Theo thống kê của Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng, toàn quận đã tiêm được 3.461 trường hợp sau 4 ngày triển khai. Hiện chưa ghi nhận trường hợp phản ứng phụ sau tiêm. Trong đợt tiêm lần này thì chúng tôi dùng sẵn bơm tiêm sẵn, có chuẩn bị sẵn adrenaline là thuốc hàng đầu về cơ sở chống sốc để xử trí ngay nếu như có xảy ra gì. Khi mà bệnh nhân mà có biểu hiện phản vệ, nếu mức độ nhẹ thì mình có thể xử lý được, nhưng mà những cái bệnh nhân mà mức độ nguy kịch, ví dụ như là có thể ngừng tuần hoàn hoặc suy hô hấp, thì cái việc mà mình có sẵn cái bơm tiêm ấy thì nó rất là thuận tiện để mình có thể cầm và bơm ngay. Theo công bố từ cơ quan y tế công cộng Anh, vaccine COVID-19 của AstraZeneca đạt hiệu quả bảo vệ cao đối với biến thể Ấn Độ. Hiện vaccine này đã được cấp phép lưu hành có điều kiện hoặc phê duyệt sử dụng khẩn cấp tại hơn 80 quốc gia. Hơn 500 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca đã được cung cấp cho 165 quốc gia trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, thực hiện chiến dịch tiêm chủng quốc gia phòng COVID-19 để tiến tới đạt miễn dịch cộng đồng, công tác tiêm chủng luôn đặt vấn đề an toàn tiêm chủng lên hàng đầu.